thế về sân khấu ạ. Vậy thì diễn trên sân khấu lúc này đây là gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc và đáng yêu chúng ta ngày hôm nay. Gia đình nhỏ xin cúi chào và bắt toàn thể quý vị và khách ạ. Và để gửi lời cảm ơn ngày hôm nay quý vị và khách đã bớt một chút ít thời gian để đến chơi vui cùng bữa tiệc mừng thân nuôi của bé Kiến Quốc, thì gia đình nhỏ chúng ta cũng có đôi lời muốn chia sẻ đến với quý vị và khách. Dạ anh xin kính mời. Rùng quá. Dạ lời nói đầu tiên thì con xin phép chào tất cả mọi người có mặt ở đây. Thì không biết nói gì hơn lời nói là con muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, ông bà nội, ông bà ngoại, cô dì, chú bác từ rất là xa đến đến tham gia cái buổi tiệc thân mật của tụi con, từ rất là, từ Trà Vinh, từ Đắk Lắk và từ những cái quận rất là xa để đến tham gia để chúc mừng bé Kiến Quốc được 1 tuổi. Thì một lần nữa thì con xin đại diện gia đình, con xin chân thành cảm ơn. Và để con cũng xin chúc mọi người hôm nay có một buổi tiệc thật là vui vẻ, ăn uống thật là ngon. Thì cũng có những cái gì sai sót thì mọi người hãy bỏ qua cho tụi con. Rồi uống thật là hăng say. Thì ở đây không có ly bia, chắc là còn 1, 2, 3 vô để mình bắt đầu buổi tiệc cho nó hăng hái nha mọi người. Rồi, mọi người ơi, 1, 2, 3, vô. Dạ vâng, vậy thì xin cảm ơn mọi người chia sẻ hết sức chân thành và nghĩa tình của gia đình. Và kính mời anh chị chúng ta cùng tiến lại gần hơn đến sự cà phê để thắp đèn nhảy ngọn nến hầu với tiên nhân ngày sinh nhật của bé Kiến Quốc nha. Quý vị ơi, chúng ta hãy cùng MC hát vang cho khúc Happy Birthday để cùng cầu chúc cho gia đình của bé Kiến Quốc được mãi mãi hạnh phúc nha. Quý vị sẵn sàng hát cùng MC chưa ạ? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Vâng, và sau bài được kiếm về thì kính mời gia đình nhỏ cùng nhau thời gian ngồi đến sau ngày sinh nhật nhé. Gia đình nhỏ sẵn sàng chưa ạ? Quý vị đến cùng MC được không ạ? 1, 2, 3. Vâng, xin chúc mừng gia đình nhỏ. Vâng, vậy thì xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và quý vị ơi, biểu diễn ngày hôm nay là một lần nữa chính thức bắt đầu. Kính mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau rót thật đầy ly, nâng ly ca lên và hô thật lớn được không ạ? Không nữa. Ly đâu ạ? 1, 2, 3, vô. Xin cảm ơn quý vị và các khách rất là nhiều. Và ngay sau đây là nghi thức rước món khai vị của nhà hàng Thắng Việt. Và MC cũng xin được phép chào trả gia đình nhỏ của khách về với vòng tay yêu thương của quý khách. Và một lần nữa xin kính chúc quý khách có buổi tiệc thật là ngon lành. Ở đây luôn. Và trong suốt quá trình buổi tiệc diễn ra có được những thiếu sót, mong quý khách vui lòng và đừng bỏ qua. Xin được chào mừng. Sắp bàn đó cũng được, lấy bàn đó luôn cũng được, nhưng mà ý là lấy cái bàn này luôn cũng được nè, ngồi đây, ngồi đây. Trời, cái này là tận dụng. Vô cánh trái. Trời ơi, làm mẹ rồi. 1, 2, 3, vô. Ủa, anh chính rồi, anh chính rồi. Hả? Không đẹp hả? Trời, cái giấy. Yeah.